lập thành tích chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang, Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân đã thực hiện đăng ký công trình nâng cấp mở rộng tỉnh lộ 954 đoạn qua thị trấn Phú Mỹ. Công trình đã hoàn thành giai đoạn 1 với tổng chiều dài tuyến đường 1.220m, chiều rộng mặt đường 13,5m, chiều rộng vỉa hè 2x2m, chiều rộng nền đường 17,5m. Nguồn vốn đầu tư trên 119 tỷ đồng, trong đó giá trị giai đoạn 1 hơn 16,9 tỷ đồng. Điều đáng ghi nhận, khi thực hiện công trình có 313 hộ dân bị ảnh hưởng nhà, đất, vật kiến trúc. Tuy nhiên, các hộ dân chấp hành tốt việc bàn giao mặt bằng để triển khai thi công đạt tiến độ đề ra. Việc đầu tư nâng cấp mở rộng tỉnh lộ 954 đoạn qua thị trấn Phú Mỹ phù hợp định hướng phát triển giao thông theo quy hoạch nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của nhân dân trong và ngoài khu vực, tạo cảnh quan đô thị, góp phần phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị tương xứng với tiềm năng đô thị loại 4.